Bán sắt luôn không? À, cái này là ai dám mua? Đợt đây nói xấu mình đó. Nghe nói cũng khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay tụi nhỏ mới tận mắt nhìn thấy cái con tàu vỏ sắt bắt cạn. À, thì ở khu vực này không biết là ở đâu, nhưng mà đường mà tụi nhỏ đi vào á là từ thôn Từ Thiện, xã Phước Chinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nha cô chú. À, khi mà đến đây thì cũng thấy có rất nhiều cô chú anh chị đang phía ngoài bên đó. À, thì buổi chiều á nước nó rút á cô chú. À, có mấy em nhỏ nữa. Phải nói hôm nay đến đây thì bị vướng những cái đoạn đường mà công trình người ta đang thi công á, cho nên nó cũng hơi khó khăn ha. Tụi nhỏ thấy có xe bốn bánh đi nữa, nhưng mà không biết là người ta đi vào trong đây hay là như thế nào đó. Nhưng mà giờ này là chưa vào đâu. May mắn là tụi nhỏ khi mà vào ngay cổng thôn Từ Thiện, xã Phước Chinh á, thì gặp có ba em lái xe máy điện á cô chú, hỏi thăm. Phải nói là cái em nó rất là ngoan, rất là hiền, chỉ nhiệt tình luôn. Nhiều khi nó sợ mình đi trễ, đi lạc á cô chú, nó vừa đi nó vừa canh me mình đó. Phải nói cảm ơn cái em nó rất là nhiều. Thì bây giờ tụi nhỏ cũng sẽ đi xuống đó với cô chú nha. Có mấy anh chị mình cũng đang đến rất là gần cái con tàu đó luôn á. Xuống đây là mình bắt ốc bắt ngao luôn, coi thử nó có hay không ha. Mấy anh chị mình đang chụp ảnh bên đó ha. Sau bây giờ tiếp tục mình di chuyển vào phía trong thì nước ở trên nó rỉ ra rồi nó chảy xuống lại hay sao nè, không biết từ cái con mương nào đó. Xung quanh đây tại có những cái đồi cát đó thôi chú, nhiều khi là nước ở trên đó nó chảy xuống ấy. San hô nhiều lắm nha cô chú nha. Bên đây có mấy em nhỏ là theo mẹ ra ngoài con tàu. Mình sẽ tiến ra cái con tàu ngoài đó luôn. Xung quanh đây cũng có ông anh ông chú đi bắt con sò con ốc nè. Mấy em nó ra đây nó nghịch ngợm ha. Tụi nhỏ thấy cái vỏ ốc hương nhiều lắm. Đây nè, ốc hương quá trời luôn. Biển mùa này trong lắm cô chú. Những cái tảng đá như thế này có nhiều cái con hào nó bám vào. Các cái vùng ven biển bà con mình sống gần gần đó, khi mà nước cạn cũng ra hay dùng mấy cái vật nhọn khư khư đó, mình về mình nấu cháo hay là mình xào lên ăn rất là bổ dưỡng ha. Nãy giờ bắt được con gì rồi con? Con ốc hương hả? Đâu có không? Vừa coi. À, con chim chiếc hả? Con này con gì? Con biết không? Cái con này con ốc hương hả? Còn sống không? Hay là à có luôn hả? Là ốc hương luôn nè cô chú nè. Ô hay ha. Tưởng vỏ không hay chứ. Rồi bắt tiếp đi con. Đây. Hay ha. Kiểu này chắc đi bắt ốc hương luôn quá. Đó, ủa sao ông chú ông đào cái gì bên kia ta? Ra đây sao đào? Biển cạn. Nhìn cái bãi này đẹp ghê luôn cô chú ơi. Phải nói rất là ấn tượng luôn. Check in ở cái khu vực này là hết sảy luôn ha. Đó, mấy chị cũng đang tạo dáng ha. Đi qua tìm hiểu bên ông chú nữa coi thử. Đây đây, tụi nhỏ hình như thấy có con ốc hương. Không phải cái vỏ không à. Chiều với mình ra vào đây. Nước nó cạn á, mình đi dọc xung quanh đây mình tìm một mớ hải sản về làm thức ăn cho gia đình cũng hay ha. Ủa sao lại đào thế? Thấy ông anh này ông đào cái gì? Thường ra đây là mình chỉ bắt thôi. Ít ai mà dùng tới cuốc. Ồ có mấy cái rạn san hô nè. Có san hô nè. San hô nè cô chú.
san hô, chủ yếu san hô không ha. Cho nên tụi nhỏ nói rồi, san hô nhiều lắm. Ủa mình đào gì vậy chú? Thấy thường mình bắt tay không à, sao bữa nay đào ta? Vâng. Dạ. Ủa cái con này con gì hả chú ha? Con trời con tôm mẹ á, tôm á. Con tôm á hả? Ừ. Nhưng mà nó tên con gì? Dờ. Con dờ. Con tôm á, con tôm mẹ. À, con dờ hả? Ở trời của đó mà không biết của đó à. Dạ. Trời, con đó trời, về cha ăn đó không à. Dạ, không biết, con không biết con này không? Trời đi đào chú cũng mỏi mệt nữa hả? Con tưởng con tưởng chú đi bắt ốc nữa chứ. Dạ đây quá, cầm ốc mà bắt cầm cúp gì vậy khổ vậy. Dạ. Bắt ốc mà cầm cuốc bởi con nói u sao lạ. Rồi chú làm tiếp nha. Ủa san hô quá trời luôn ha chú ha. Toàn là san hô không. Đó, đi vào phía bên trong luôn. Ủa nước chỗ này nó không có được đẹp cho lắm. Nó nổi bọt lên ha cô chú. Nhưng mà giờ này chắc không đến nổi gì đâu. Mình mang dép cẩn thận mình đi ha. Mình đi đến sát cái con tàu đó luôn. Đây là con tàu vỏ sắt mà thường là cô chú anh chị mình chụp ảnh rồi đăng lên các cái trang mạng á. Nói chung mình cũng tò mò nhưng mà chưa có cơ hội mình đến đây. Thì hôm nay có dịp đi ngang qua đây thì cũng ghé vào ha, để tụi nhỏ thấy có con ốc ha. Nói chung để quan sát mở mang tầm nhìn ha. Nghe nói tàu này ở đâu trôi dạt mắc cạn ở đây đó cô chú. Thì cái đường đến đây cũng đơn giản ha cô chú ha. Nếu như mà mình xuất phát từ Ninh Thuận á thì tụi nhỏ nghĩ là mình có thể đi cái đường Võ Nguyên Giáp á, tại vì tụi nhỏ xuất phát từ đó, từ cái biển Ninh Chữ á, đi cái đường Võ Nguyên Giáp chạy thẳng tới đây luôn cô chú, tới thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận. Hoặc là nếu như mà từ thành phố Hồ Chí Minh hay từ Phan Thiết chạy ra đây thì mình có thể đến cái khu vực đi trên quốc lộ 1A đến cái khu vực Cà Ná. Mình nhìn có cái ngay chỗ ngã ba nó có cái cổng chào của cô chú. Ngay cảng cá vậy tới một xíu. Là mình thấy có cổng chào người ta để là cái gì du lịch Mũi Vinh gì đó. Thuộc tỉnh Ninh Thuận thì mình cứ chạy theo dọc cái đường biển. Mình chạy vào thì mình sẽ đi trên con đường quốc phòng ha. Bám theo đường biển mình đến đây. Cũng đơn giản thôi không có gì cả. Đó, rất là nhiều san hô luôn. Có những cái cây xanh thủy sinh nó mọc dưới đây nữa nè cô chú. Nước trong lắm. Mình có thể nhìn xuống dưới. Đó, cũng có mấy chị mình. Ba chị đang ngoài đó. Rồi xung quanh đâu đó thì cũng có bà con ngư dân xung quanh đây nha cô chú. Người ta đi bắt ốc bắt sò nha. Đó, đi đi nhưng mà tổ nhỏ cũng có quan sát. Ồ, bên kia cũng có bốn anh chị luôn. À, chắc mấy em nó cũng nhỏ tuổi à. Đây nè, mấy cây rất đẹp luôn á. Con tàu vỏ sắt mắc cạn, trời ơi nó to đùng luôn. Cái gì nó có cái chữ Thanh Hùng gì đó. Có khi nào viết tắt của Thanh Hùng không? 06 ha. Cấm quay phim chụp hình là sao? Cấm leo trèo. Xung quanh đây rong nhiều lắm. Tạo nên một cái màu xanh trên cái khu vực này. Ở ngoài kia đi vào thì mình không có thấy. Nhưng mà vào đây nó mọc nhiều lắm cô chú. Đây phía dưới nè. Một cái màu xanh. Giờ này ánh sáng cũng lê lói á. Rất đẹp luôn. Khu vực xung quanh này ha.
Mấy bạn mấy bạn nữ người dân tộc Chăm, đây là con tàu này của chú, giò nó to đùng luôn á. Không biết nó dài quá dài luôn á. Mình đứng từ xa xa nhiều khi mình độ chiều dài của nó cũng không có được chuẩn xác lắm, có chiều cao thôi chú ha. Đó, nhìn xung quanh ở trên mình thấy sắc rỉ, cái này chắc cũng lâu lắm à. Nói chung cô chú anh chị nào mà mình đi trên đường quốc phòng từ Cà Ná mà mình đi dọc theo cái đường ven biển á, mình để ý ra cái hướng biển đó, sẽ thấy nó luôn ha cô chú ha, sẽ thấy nó luôn, thấy rõ luôn. Đó, rất là hoành tráng luôn, cái tàu to ghê lắm cô chú. Ở trên kia toàn là sắt không chứ là cái gì đâu, khối sắt ở trên đó. Đó, biển cũng lăn tăn thôi, sóng nó không có mạnh lắm. Ở xung quanh đây là san hô ha cô chú ha, thì đâu đó nó cũng có những cái tảng đá nữa. Đi về rồi á. Đi sát vô luôn nè. Không có leo trèo. Ở đây nó có một cái cầu thang á cô chú, có một cái cầu thang mà nếu mà ai mình nghịch ngợm mà leo lên là cũng có luôn á, cũng được luôn ha. Cảm giác ngứa ngứa nè, ngứa ở dưới chân á cô chú. Ồ, cái chỗ này đó, biển rất cạn. Ô, tụi nhỏ thấy có một cái con tôm tích, tụi nhỏ chụp thử nha. Ồ, nó chạy. Đi, chạy, thử lần nữa, nhất quá tam nha. Chưa chụp, rồi, không được à. Tôm tích hả cô chú? Đó, từng đợt sóng nó gợn gợn đánh vào ha cô chú ha. Đây, tàu đây, cái đầu tàu nè. Ồ, cái con số gì nó lạ dữ nè. 7 mét, từ đây mà lên trên đó là 7 mét ha. Rồi từ cái chỗ màu đỏ, cái vạch màu đỏ lên trên nữa, không biết bao nhiêu nữa luôn. Rất là to, siêu to, khổng lồ. Mắc cạn ở đây ha. Đó. Mấy anh chị mình cũng đang bắt sò, bắt ốc xung quanh đó luôn. Nói chung check in xong, chụp ảnh xong thì mình bắt ốc, bắt sò. Quá tuyệt vời luôn ha cô chú. Một cái khung cảnh rất là lạ mắt luôn á. Thì ba bạn nữ này chắc là không biết mình là đây có tôm tích nè. Có ông tôm tích. Ủa, nó chết không? Nó chết. Ủa, nó vô không ha? Ủa, có con gì nữa. Ủa, ngoài tôm tích có con gì nữa. Giống như có một ốc ở trong nữa. Đây, nó chạy ra đó cô chú. Chạy ra. Đó, đi dọc mấy cái bãi biển mà nó cạn cạn như thế này nè. Nó nhiều cái bướm. Ơ, cái con gì nữa đây. Ô, nó giống như con sâu vậy. Trời ơi, sâu biển sao nè. Đó. Cảm giác ngứa ngứa nha. Đây, có con tôm tích nữa đây nè.
chạy à. Đó, trong kia có mấy quạt gió đó, đang hoạt động ha. Ông chú này không biết đánh bắt hay là làm gì mà thấy say sưa cắm cúi gì nè. À cá nè. Có không anh? Ua cá to to không rồi hả? Ua cá này cá kình. Cá kình trời ơi quá đã luôn. Cá kình mình bán nhiêu một ký anh? Mấy chục. Mấy chục là mấy chục ta? Ý bán không? Bán em một ký. Để ăn hả? À. Quá trời luôn hả? Ồ mà sao nó dính cá kình không anh ta? Hình như lưới này là dành cá kình hay sao ấy? Ừ, hay ha. Cá kình mùa này béo ghê lắm, to. Cái này chắc phải ra chợ mai mua một ký cá kình về chiên lên quá. À, đây đây, hình như có cái con sâu nữa nè. Lúc nãy em gặp cái con sâu nè. Nó sâu biển phải không anh? Con gì? Đợp. Đầm đợp nó ngứa không? À, nói chung mình không có rành lắm. Đây nè. Mấy anh chị mình bên kia cũng đang bắt mấy sinh vật biển xung quanh khu vực này. Quay lại con tàu. À anh cho em hỏi, tàu này là tàu của ai, nó nguồn gốc ở đâu mà nó bị mắc cạn ở đây anh ha? Không biết nữa. À mấy năm nay đâu hả? Mà sao nó không đưa đi ta? Hay chứ. Cao quá, lo ra cao quá. Ý tiền bỏ ra cao quá hả? Tiền đồ lắc ra cao quá. À chẳng nghĩa bỏ đây luôn trời. À bán luôn ha, bán sắt luôn ha. À, cái này là ai dám mua. Dạ rồi em. À ủa bảo 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 năm bao nhiêu ta? Nhưng mà bảo bên bên nó hay sao, bên nước nó hả? À bảo ở đây luôn ha. 207 ha. 22 hả? 22 là bảo ở đâu ta? À, ngoài Bắc á ha. À, có nghĩa là mùa Bắc sóng lớn. Đổ kiểu nó bể lái. Rồi nó trôi dạt vô đây. À dạ. Ừ, giờ anh làm nha anh nhé. Dạ. Nói chung có ông anh ổng cung cấp một số thông tin thấy nó cũng hay. Đó, ba bạn bên đây chắc cũng lúc nãy là thấy mình đứng quay quay chắc cũng không có biết mình nói tiếng Chăm được. Ở tổ nhỏ cũng là dân tộc Chăm ha cô chú ha. À, cũng nói tiếng Chăm rất là rành luôn. Để ở đây con ốc nè. Nhiều khi là sợ đi cái người ta nói xấu mình á. Đó, mấy em thôi à, chứ không phải mấy chị đâu. Nói chung cái này cũng còn nhỏ tuổi á. Mình già lắm không, cô chú. Đó, bây giờ ở cái hướng này nè, mình thấy nó rõ ràng hơn hả cô chú ha.
để mình lấy mấy cái khung ảnh của mấy bạn này với cái chiếc tàu vỏ sắt mắc cạn. Đó, đang nói đó, đang nói xấu mình đó. Đó thì tụi nhỏ xin phép dừng lại tại đây là khoan của chú ha. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi.